Nói chung là sang xịn mịn. Đấy, sang thơm xịn ngon mùi rẻ. Nói chung là một cái tầm xe dưới 1 tỷ. Dưới 1 tỷ. Đấy. Mà quan trọng nhất là nó phải như một cái du thuyền để đi không bị ngập nước. Chứ còn như... Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì tôi có một cái nhiệm vụ nó rất đặc biệt, rất nặng nề. Đó là đi tìm một người dẫn nữ cho xe hay. Và thực ra là từ xưa nay thì anh em rất hay phàn nàn là sao mãi chỉ có hai ông đàn ông dẫn với nhau về xe thế, chả có phụ nữ, chả có những chị em dẫn cùng. Thì hôm nay tôi đến đón một cô bạn, MC diễn viên, doanh nhân Như Mai, một trong những người cũng khá là nổi tiếng ở trên cộng đồng mạng, để nhờ cô ấy tìm cho một bạn nữ dẫn cùng để đổi mới thêm kênh. Anh em hãy đi cùng tôi nhá. Rồi, xin giới thiệu với các bạn, đây là Mai. Như đầu video mình đã giới thiệu với các bạn, Mai giới thiệu một chút về mình đi. Ok, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Mai đang đến đây để bắt cóc Vũ để có thể tìm cho mình được một chiếc xe ưng ý. Thì không biết là... Rõ ràng là hôm nay tớ nói với cậu là... Tớ sẽ an toàn đi. Mình đi. Tớ nói với cậu là nào? Tớ cần một bạn dẫn nữ để nhờ cậu giới thiệu. Hôm nay cậu lại mắc cả với tớ kìa. Này, đừng có đùa, muốn có một em thì cũng phải xem cho mình được một chiếc xế mới, người yêu mới cho mình đi chứ lị. Được rồi, tưởng là cậu nhà đang chạy một chiếc rồi. Như cậu biết nhá, mấy đợt vừa rồi ở Hà Nội mình ngập liên tục. Thế nên là ở nhà tớ một xe đi hôm vừa rồi bị ngập nước rồi, đang ở trong ra sửa xe rồi, không có xe nào để đi cả. Tức là bây giờ là muốn mua xe, nhưng cho ai đi? Cho tớ. Hôm nay đi luôn này. Ăn chơi thật, phải nói là ăn chơi thật. Ok, được rồi, thế mình vào về đề luôn để chốt luôn cả bạn dẫn nữ luôn nào. Bây giờ cái những yêu cầu của là gì? Nói chung là sang xịn mịn. Đấy, thơm ngon mùi rẻ. Nói chung là một cái tầm xe nó chỉ cần là tầm dưới 1 tỷ. Dưới 1 tỷ. Đấy, có yêu cầu gì không? Sang xịn mịn rồi. Sang xịn mịn này, mượt mà này. Mà quan trọng nhất là nó phải như một cái du thuyền để đi không bị ngập nước. Chứ còn như nhưng mà như vừa rồi là sợ lắm. Các bạn thấy không? Tầm 1 tỷ mà đòi như một cái du thuyền không ngập nước. Thế các bạn đi mua du thuyền đi. Đúng rồi, ok. Muốn hạn chế về cái chuyện gọi là bị ngập nước đúng không? Thế thì mình nên mua xe gầm cao thì nó sẽ có lợi thế hơn. Mà gầm cao mà Mai lái đúng không? Đúng rồi, tớ lái. Xe của Mai thì có lẽ mình đi xe nào nó thiên hướng về thời trang đi, con gái mà. Đúng rồi. Dưới 1 tỷ, có xe gì? Một vài cái tên, ví dụ Mazda CX-5, Mai có biết không? Cái đấy tôi đi rồi. Ok, Mazda CX-5 này, xem nào, còn nào chiếc VinFast E34, còn đây xe điện. Thế à? Ôi, mới đấy nhở, tôi cũng chưa đi. Mới, đấy là hai cái con mà mình chợt nghĩ đến trong đầu tiên. Ví dụ như CX-5 đi, thì đầu tiên là về ngoại hình, về thiết kế thì Mai thấy nào? Nói chung là về thiết kế thì trông cũng trẻ trung, cũng ok. Nhưng mà kiểu cái mẫu đấy nó hơi cũ rồi ấy. Con gái mà tinh khiết nhá, con gái tinh khiết đấy. Thực ra là CX-5 đang bán ra ở Việt Nam ấy thì cũng là phiên bản nâng cấp. Nói chung là nó cũng không phải là một phiên bản hoàn toàn mới, mặc dù là thiết kế của nó rất là cao cấp. Đúng rồi. Con gái, con trai đều đi được, đó là cái ưu điểm của Mazda. Đúng rồi. CX-5 thì đúng, Nhật thì rất bền. Đi thoải mái, tiết kiệm, bền. Nhưng mà cũng sẽ có một vài cái nhược điểm nhỏ nhỏ thôi, thực ra là xe nào cũng thế. Còn thực ra là với mình thì mình đang nghĩ đến chiếc E34. Đây là một cái chiếc xe mà nó có cái mức giá nó cũng tương đối là hợp lý, tầm 600-700 triệu. Thế à? Nhớ là xe điện. Nhưng mà nhà Mai có chỗ để không ấy nhỉ? Nói chung là mình toàn phải đưa ra gara để thôi. Chứ còn ở nhà là hơi bất tiện. Đúng rồi. Với xe điện bây giờ thì nếu mà nhà bạn ở chung cư hoặc là có chỗ để thì nó sẽ hợp lý hơn, có chỗ sạc. Đúng rồi. Con E34 thì được cái là nó là xe điện thì mình đi nó rất là nhẹ nhàng, thanh cảnh, và cái xe này nó rất là thông minh với cái trợ lý ảo này, xong thì các trang bị nói chung là thanh nhiều. Còn CX-5 thì nó đẹp, cao cấp, thời trang, nhiều trang bị, xe Nhật. Đúng cái khoản tiền mà Mai đưa ra khoảng 1 tỷ. Cũng dưới 1 tỷ thôi à? Khoảng loay quanh ra biển khoảng 1 tỷ. Còn con E34 thì giá mềm hơn, lại là xe điện, thuần Việt, nhiều trang bị. Hay nhỉ? Sắp tới mình nghĩ rằng là cái xe điện sẽ là một cái xu hướng mới đấy. Đúng, cho toàn cầu luôn ấy. Toàn cầu. Và những cái sản phẩm của VinFast thì mình đánh rất cao về trang bị, về phụ tùng, họ làm tốt. Rất là hay. Ok, để mình xem nào, sẽ còn cái xe nữa nào không nhỉ? Còn cái gì nữa không? Thế cậu thấy con này thế nào? Ngay từ đầu tôi bước vào xe tôi thấy hơi bị choáng đấy. Nói chung là cái nội thất với thiết kế của nó trông rất là hiện đại ấy, mà kiểu rất là bắt mắt ấy. Nhìn trông cứ như kiểu là xe siêu sang nào ấy, đang ngồi trên xe đại gia nào ấy. Cậu đoán phải bao tiền? Tôi cho cậu đoán. Tôi cho cậu đoán phải bao tiền? Con này chắc tầm đôi 3 tỷ. sao? Lại một tay mơ rồi. Cái này ấy là xe Trung Quốc. Tôi nói thẳng luôn, nó là xe Trung Quốc thì nhiều người họ không thích xe Trung Quốc đâu. Thực ra tớ không định tư vấn cho cậu cái xe này vì là có thể cậu sẽ không thích những cái đồ của Trung Quốc. Thì tớ không tư vấn. Còn nếu mà cậu đã
không bị ngại những cái chuyện đấy thì cái này là một cái phải nói là cũng ngon bổ rẻ. Ừ, cái xe này tầm 800 triệu. Ai biển Hà Nội 800 triệu. Ra biển có 800 thôi hả? 800 triệu. Nhiều người thì người ta có thắc mắc là xe này nó tàu thì nó có ổn không? Nó có bị hỏng không? Thực ra là tớ đi cái xe này cũng được tầm từ lúc nó ra cũng được khoảng hơn năm rồi, năm 2 năm chính xác, khoảng trước đợt Covid ấy. À thế hả? Hơn 2 năm thì đến bây giờ thì cứ đến kỳ đi bảo dưỡng thôi, ngoài ra thì nó cũng chẳng có cái lỗi gọi là lỗi gì ghê gớm cả. Lỗi vặt nhỏ nhỏ thì xe nào cũng thế, sẽ có vài cái nhỏ nhỏ thôi. Còn về cơ bản, về option, về trang bị hay về những cái giải trí tiện nghi thì nó chả thiếu cái gì. Đủ thể loại luôn. Đủ thứ rất, đúng không? Rất nhiều thứ mà cậu nhìn cái ngoại hình nó cũng đẹp đúng không? Về thiết kế các thứ. Mà cậu đi tầm 2 năm mà như này trông vẫn như mới nhỉ? Nói chung là về đi cái xe này tôi chả thấy có gì để mà chê cả. Nó nhiều chức năng an toàn lắm. Về lái xe nó hỗ trợ cậu đủ thể loại luôn. Nói chung là với 800 triệu mà cậu có full option. Nhiều xe 1 tỷ không có cái này đâu. Nhưng mà cái này là vấn đề là cậu có chịu được cái mắc xe tàu không? Có chốt được cái xe này không thì là do cậu chịu được cái đấy không? Ok ok, nói chung là cũng sẽ cân nhắc đấy. Ngồi lên xe thấy thích phết. Rất cái là xe êm. Này nó êm à? Nó êm. Rất là êm. Hơn nữa thì cái xe này nó cũng là một con SUV crossover gầm cao. Tức là nó không phải là quá để mà gọi là đi theo đường gọi là lụt liếc gì đâu. Nhưng mà nếu mà cậu để đi đường mưa gặp những cái vũng nước vừa vừa ấy thì cái xe này nó yên tâm hơn là so với cả sedan. Mà với con gái mà cậu lại thích thời trang các thứ thì cái xe này nó đáp ứng được cái điều đấy. Ồ, công nhận. Hay nhỉ? Cái này thì đợt tới Hà Nội có mưa như nào thì cũng đỡ lo đỡ, hơn phần nào. Đỡ lo nhiều chứ. Gọi là đỡ lo hơn phần nào đúng không? Đúng. Gầm cao, con thoáng. Nói chung hơn. Là con gái chọn xe thì điều tố đầu tiên mà tớ nghĩ chắc là phải đẹp. Chọn phải là đẹp đã, thời trang đã, còn chưa option chưa quan trọng. Chuẩn đấy, cứ phải đẹp đã. Có phải đẹp ưng mắt đã thì cái xe này nó như thế. Ồ, nhưng mà Vũ ơi, tớ cứ thắc mắc ấy, tại vì tớ vừa rồi nhà tớ bị ngập nước vào xe kia là tớ hơi bị choáng luôn. Nên là có cái kinh nghiệm nào để cho Vũ chia sẻ cho Mai cũng như mọi người biết là làm thế nào để kiểu trong cái thời tiết ngập nước thì làm thế nào? Thực ra ở Hà Nội với Sài Gòn thì lại có một cái hiện tượng là mùa hè, như các bạn cũng biết là nó hay thỉnh thoảng bị lụt. Đấy, thì kinh nghiệm đi ở trời mưa thì thực ra là cũng đơn giản thôi, nếu mà mọi người để ý kỹ. Đầu tiên nhá, ví dụ như là nếu bây giờ đang đi mà mưa rất to mà thấy trước mặt là một con đường nó ngập nước chẳng hạn, thì thực ra mà nói thì tốt nhất là nên tìm đường khác hoặc không nên đi qua. Cái này là mình chia sẻ thật. Không nên đi qua. Còn nếu mà trong trường hợp mà không có đường nào mà phải đi ấy, thì sẽ có một cái vài cái mẹo nhỏ. Ví dụ đầu tiên nhé, là ví dụ nhìn đằng trước là có một đoạn đường ngập thì mình hãy áng chừng là cái đoạn đường này nó ngập đến đâu. Ví dụ nhá, bạn nhìn ở trên cái mực nước, ví dụ là nó dâng đến cái chỗ cột điện, cái chỗ nào của cột điện, hoặc là nhìn vào cái phía xe lưu thông phía trước ấy. Tức là xem cái mực nước nó đang ở đâu, mình áng chừng để mình biết là cái xe mình nó liệu có đi qua được không. Nếu mà cảm giác là cao quá thì đừng có đi qua nhá. Đi qua là không cứu đâu. Cố quá là quá cố đúng, luôn đấy. Đúng, là quay đầu luôn đấy. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu có đi qua thì hãy duy trì một cái tốc độ nó vừa phải, tức là đi chậm. Đi chậm được khoảng 2-30 cây, đi nó đều đều thôi. Đều ga, đi hết sức từ từ. Đừng tạo ra sóng nước vì nhiều khi sóng nước là nó sẽ văng vào động cơ, nó lọt vào trong cái ống xả. Thì lúc đấy nó sẽ nguy hiểm. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là gì? Là đi tránh xa cái xe phía trước ra. Ví dụ xe phía trước là xe bán tải, xe SUV, xe ô tô nói chung ấy. Thì bạn cứ để ý nhá, nếu mà xe phía trước nó đi thì luôn luôn nó sẽ tạo ra một cái vệt sóng. Đúng không? Đi qua nước mà. Đấy, thì cái sóng đấy đôi khi là xe của chúng ta là nó nước nó không dâng được đến cái động cơ đâu, nhưng mà cái sóng nó sẽ bị dội vào. Mà khi nước mà đã vào động cơ thì thôi toàn luôn đấy đúng đấy, không? Đấy là một trong những cái mẹo nhỏ nhỏ. Còn ngoài ra ấy, thì có một cái nữa là nếu bạn đi ở trên cái đường lụt ngập nước chẳng hạn, mà xe tự nhiên đang đi nó bị chết máy, tuyệt đối là không được nổ lại. Nhớ nhá, tuyệt đối không được nổ lại. Vì sao? Vì nếu bạn nổ lại mà trong trường hợp mà xe bị chết máy do nước ấy, thì khi bạn nổ lại thì nước nó sẽ tràn vào cái cổ hút, nó vào cái động cơ, lúc đấy nó sẽ là thủy kích. Mà một cái ô tô nó giá trị nhất là cái động cơ. Bây giờ xe của bạn hỏng động cơ thì thôi toang luôn, đúng toang luôn đấy. Nên là nhớ là nếu mà có chết máy ở trong cái đường vũng nước các thứ ấy, thì tuyệt đối không được. Hãy cứ kệ đi, gọi cứu đấy, hộ. Đấy tình trạng không vừa rồi nhà mình là như vậy đấy, nằm luôn lên trên mui xe nằm chờ cứu hộ luôn. Đấy có hai cái, tức là có một cái nữa là gì, là nếu mà nước nó tràn vào nội thất chẳng hạn, thì làm như thế nào? Tức là lúc này nước nó không vào động cơ thì xe nó không bị ảnh hưởng, nhưng mà vào nội thất chẳng hạn nước nó rò rỉ vào đây. Đấy. Thì kinh nghiệm là gì, là hôm sau bạn có thể mang đến các cái xưởng chăm sóc xe để họ tháo hết cả ghế cả nội thất ra để vệ sinh từ sàn xe. Vì như Mai biết ấy, ví dụ nước nó ngấm vào trong dưới cái gầm dưới sàn xe của chúng ta này, thì lâu ngày nó sẽ nấm mốc xong thì ảnh hưởng đến các cái hệ thống dây điện ở bên dưới sàn thì nó không tốt. Đấy thì hãy tháo tất cả những cái chi tiết ra. Mà rất là mùi nữa đúng không? Đúng, nó tạo ra mùi. Nói chung là đi qua nước thì tốt nhất là nên hôm sau nên đi kiểm tra lại xe. Đấy là cái tốt nhất. Còn thực ra là với cái E34 tại sao mình lại giới thiệu cho Mai?
Vì thực ra là cái này thì nó là xe điện. Nhiều người sẽ thắc mắc là xe điện có đi qua được nước không? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà có một cái này này. Ví dụ xe động cơ đốt trong, ví dụ xe xăng này đi. Khi chúng ta đi qua nước thì nó còn có hiện tượng là thủy kích, nhưng còn xe điện thì không. Xe điện nó không có chuyện đấy. Và bản thân cái pin của xe điện hay động cơ của xe điện thì nó luôn luôn được hàn bao bọc bởi một cái tấm phủ để chống nước. Phải nói là về chống nước, xe điện có khi nó còn tối hơn xe xăng ấy. Nên là về cái chuyện mà điện giật hay là hỏng hóc thì nó còn hạn chế xe xăng rất nhiều. Còn nhìn chung là đi qua vũng nước, đi qua những cái điều kiện xấu thì chúng ta nên đi kiểm tra xe. Đấy là kinh nghiệm. Ok. Thế nhưng mà Mai cũng thắc mắc nhá, là không biết là ở thị trường bây giờ ấy, có cái xe nào mà nó đo được cả cái mực nước ngập vào đến bao nhiêu không nhỉ? Như vậy thì không biết có đo được không? Có, thực ra là có. À thế à, có đo được à? Nhưng mà nó hơi đắt. Thế ạ? Ngân sách của Mai 1 tỷ mà Mai muốn đo cả cái nước, đo cả cái mực nước thì chắc bạn thêm, được 4-5 tỷ Land Rover. Hôm trước mình có quay một con là Defender, Land Rover Defender là nó có thể đo được cái mực nước nó dâng đến đâu của xe của bạn. À thế mà nó đắt. Nó là xe sang mà. Đấy thì thực ra cái đấy thì ai mà nhiều tiền thì cần, mình thì thôi. Thôi cố gắng. Nói chung là mục tiêu để có được cái xe đo được mực nước. Ok. Thế còn cái việc mà để chăm sóc cái xế đấy, để nuôi con xế thì có mắc không? À cái này hay này. Cái này cũng nhiều người quan tâm, nhiều người ấy, họ chưa đi ô tô thì họ nghĩ là chắc là mua một cái ô tô xong thì nuôi nó rất là đắt. Đúng rồi. Thực ra mà nói thì nó phụ thuộc nhiều yếu tố lắm. Ví dụ khi mà Mai mua một cái xe 1 tỷ thì cái chi phí chăm sóc xe nó khác với xe 10 tỷ. Ví dụ như mình nói, ví dụ như cái xe mình đi mua đi 1 tỷ đi. Thì sẽ có những một vài những cái chi phí gọi là cố định. Đầu tiên là tiền gửi xe. Ví dụ nhà Mai mà có bãi đỗ xe, có gara trong nhà thì rõ ràng Mai không mất tiền gửi xe đúng không? Đúng rồi. Hay là ví dụ như Mai mà ở trong ngõ đi, nhà không có chỗ để xe, ở chung cư thì chắc chắn là một tháng Mai sẽ mất đâu đó khoảng 1,5-2 triệu. Cho trung bình như thế là tiền gửi xe, đây là tiền cố định nhá. Chắc chắn là mất rồi. Cái thứ hai là tiền những cái lệ phí về duy trì xe, về đăng kiểm. Đúng rồi. Về phí đường bộ. Ví dụ như về đăng kiểm đi, ví dụ như Mai nhìn thấy có hai cái tem ở trên ô tô, xe nào cũng có hai cái tem này. Rồi, okay. Thì một cái là đăng kiểm. Cái đăng kiểm này thì rất là rẻ. Tầm 350 cho một lần đăng kiểm. Mà một cái ô tô thì nó sẽ đăng kiểm 2-3 năm một lần. Hoặc cái xe nào đi lâu thì tầm 1 năm một lần. Đó, thì nói chung là đăng kiểm thì rẻ. Còn đắt hơn là cái phí đường bộ. Giá của cái phí đường bộ thì là tầm độ khoảng 130.000 một tháng. Cho ví dụ như cái xe con này, 130.000 một tháng. Bình thường như là mình đi thì mình sẽ phải đóng tầm 2-3 năm một lần. Tức là để 2-3 năm một lần luôn ấy, thì nó sẽ rơi vào khoảng 2,5-3 triệu cho riêng tiền phí đường bộ cộng với đăng kiểm tầm 350. Nói chung là loanh quanh thì 2-3 năm cậu sẽ mất độ khoảng 3 triệu, 3,5 triệu gọi là tiền phí hai cái tem này. Còn ngoài ra thì xăng xe thì mình đi nhiều thì mình đổ nhiều, xe mình sang thì nó tốn xăng. Nói thật là Mai từ xưa này chưa bao giờ biết đến giá xăng là bao nhiêu, mình không bao giờ mình đi đổ xăng. Xăng bây giờ 31 mà nhá. Xăng bây giờ là hơi tốn kém đấy. Tôi đón bà ở đây là cũng hơi mệt đấy. À thế à? Này muốn được kiếm được MC dẫn cùng hay là muốn có bạn dẫn thì phải đầu tư chứ. Thế các bạn giờ... đầu tư MC nữ cho kênh mà vẫn bao nhiêu tiền xăng đi lượn nãy giờ. Thôi nói chung là để tiện thì thôi đầu tư luôn, mình đi cùng cũng được. Quên, tí quên còn một cái nữa. Ngoài cái đăng kiểm và phí đường bộ thì còn một cái bắt buộc, đó là bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Thì cái đấy là xe máy ô tô thì cũng đều phải có. Cái đấy là rất là nhiều người toàn quên nhá, xong rồi bị bắt phạt ý. Đúng đấy, vì là cái đăng kiểm với cả phí đường bộ ấy, thì như mình có chia sẻ với Mai là 2-3 năm mình mới đi đăng kiểm ô tô một lần. Còn những bảo hiểm thì lại chỉ 1 năm một lần thôi. Nên rất nhiều người hay quên. Đúng rồi, rất là hay quên, mà kiểu như là mình nhiều khi cũng không hiểu rõ là cái bảo hiểm đấy nó là để làm gì cơ. Mà quên như thế mà không có là bị cảnh sát giao thông bắt là cũng phạt đâu đó 600 nghìn đấy. Đúng rồi. Không ít đâu. Thế cái bảo hiểm đấy thì để cho mình hay là để cho ai? Cái bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc là nó sẽ chi trả cho bên thứ ba trong trường hợp tai nạn. Ví dụ như mình đang đi ngoài đường, mình gặp tai nạn, mình đâm vào một ai đó, thì cái bảo hiểm này sẽ chi trả cho người đấy. Còn một loại nữa là mình mua thêm cho cái người ngồi trên xe, thì là họ chi trả thêm cả mình. Đấy. Hay quá. Rồi, hiểu rồi. Thế nhưng mà Mai cũng không biết là cái bảo hiểm đó ấy, thì không biết là mua ở đâu thì ok nhỉ? Thực ra bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc cả xe máy cả ô tô thì nó bán rất nhiều nơi. Ví dụ như thông thường nhất là người ta hay mua ở những cái cây xăng họ cũng bán. Nhưng còn với tớ thì tớ hay mua ở trên app của BBI, Vietinbank. Bảo hiểm Vietinbank thì chắc Mai biết đúng không? Đúng rồi. Cái đấy thì nó tiện hơn ở cái chỗ là ví dụ như là những cái bảo hiểm giấy truyền thống đi thì mình phải ra cây xăng mình mua đúng không? Phải tìm cây xăng, tìm chỗ bán kiểu như thế. Còn đây là như tớ là tớ đao thẳng cái app BBI luôn. Thì là tớ mua trên app.
Mua trên app luôn á? Mua trên app luôn thì nó tiện ở cái chỗ gì, về giá thì nó như nhau. Ừ. Cũng là 480.000 cho ô tô, ví dụ ô tô con mình đang đi là 480.000, còn xe máy là 66.000. Tức là giá là nó như nhau. Giá mặt bằng chung. Nhưng nó tiện hơn là gì, là mình download app về, mình mua trực tiếp trên app. Ví dụ nhá, cậu ra cây xăng mua bảo hiểm đi thì cậu cũng phải cầm giấy tờ xe cậu đúng không? Đúng ra thì người ta mới viết được vào cái bảo hiểm. Để tờ chụp luôn. Tức là cái app nó chụp luôn cái ảnh của cái giấy tờ xe. Và cậu không phải điền. Cái này là máy nó tự động, nó sẽ có cái thuật toán. Nó đọc luôn cái thông tin ở trên thế? Cái giấy tờ. Đọc giấy tờ đấy xong nó nhập luôn vào trong cái app đấy của cậu. Xong vào đến mục chuyển khoản là thanh toán đúng 480.000. Ôi thế à? Ôi tiện nhờ này. Tiện nhất là những cái đứa mà thích đi shopping như kiểu tớ ấy. Đúng. Và mình chỉ cần quẹt quẹt. Có một cái đấy là cái lợi đầu tiên, nó nhanh. Cái thứ hai là gì? Bình thường ấy, nếu mà cậu dùng cái giấy ấy, cậu sẽ quên. Nhiều khi là kiểu mình vứt đâu đó, mình mất là phải mua rõ ràng. Còn cái này là điện tử. Nó đao trực tiếp ở trên máy của cậu luôn. Cậu sẽ có luôn một cái bảo hiểm điện tử. Ví dụ mà bị cảnh sát giao thông kiểm tra, cậu dơ ra. Nó có hiệu đàng hoàng, nó là bảo hiểm trách nhiệm dân sự dạng điện tử. Nói chung là về mua thì rất nhanh, tầm độ khoảng 1 phút thôi. Xong bắt đầu đến thanh toán. Thanh toán thì cũng thanh toán qua VNPay, qua chuyển khoản ngân hàng. Chung nhanh lắm. Và tớ thích cái là gì? Thứ nhất là mình không cần phải ghi. Thuật toán nó đọc luôn và nó điền luôn cho cậu. Đầy đủ thông tin, nó làm hết cho cậu. Xong tầm 1 phút là thanh toán là có. Và hoàn toàn là điện tử hết. Đấy. Mà giao diện trông nó cũng kiểu thân thiện ý, đúng không? Dễ dùng. Còn nếu mà cậu muốn mua bảo hiểm cho mình, những cái người ngồi trên xe thì cậu sẽ mua thêm là cho người ngồi trên xe. Ví dụ như ở trên VBI này là 20.000 cho một người ngồi trên ô tô. Còn 10.000 cho một người ngồi trên xe máy. Ví dụ như hôm vừa rồi tớ mua thì là tớ cũng có mua cho hai người ngồi trên xe luôn. Thì là được tặng 50%. Tặng 50%. Nhưng mà họ tặng theo cái hình thức là tặng voucher. Dù 20.000 thì mình vẫn mất 20.000 nhưng mà mình được tặng lại một cái voucher 10.000 để mua sắm dù qua VinID, qua cái nền tảng của họ. Nói chung là nó cũng tiện. Giống như mua một tặng một luôn. Đấy, kiểu đấy. Xong lại còn có thêm cái code để quay số hàng tháng. Thế à? Đấy. Cái đợt tớ mua thì lại hơi tiếc một cái chỗ là tớ mua hơi sớm. Còn từ cái lúc từ nay này đến cái khoảng giữa tháng 8, tớ nhớ là 15 tháng 8 là họ có cái quay số để trúng iPhone. Ôi trời. Khiếp, có mỗi khi mua bảo hiểm có 480 mà trúng hẳn con iPhone. Trúng hẳn 500 đi, trúng iPhone. Trúng hẳn con iPhone. Cái chính là cái mà mình nói trúng thưởng ấy là nó là trong cái chương trình cậu mua kèm cái cho người ngồi trên xe ấy. Tức là 480.000 không phải mà là phải cái 20.000 mà cậu mua thêm cho người trên xe ấy. Cái đấy mới là cái quay số trúng thưởng. Đấy thì đấy không lại nhầm lại cứ tưởng là mua 480 này được quay số. Đấy, tớ chắc chắn sẽ phải mua cái này rồi. Tớ thấy cái đấy rất tiện. Cậu có thể mua qua thì cậu đỡ phải ra cây xăng hay cậu đỡ phải ra ở ngoài mua trực tiếp trên app nhanh. Cậu không phải đi đâu cả, một phút, hơn phút là có luôn. Đấy, hoặc cậu thích ra ngoài nó cũng có. Ví dụ cậu ra mấy cái hiệu thuốc của Pharmacity này hay là sale cây. Đấy, thì nó cũng bán cái này. Ôi thế à? Đấy, nó làm thì y hệt, nó họ đăng ký nơi đúng không? Nói chung về cái mua thì mua trên app là nhất. Nhưng ngoài ra cậu có thể ra đấy trực tiếp các cái cửa hàng cũng được. Nhưng mà từ khóa nhất là cái khoản mà mua trên app ấy. Tại vì các hội chị em là rất là lười. Mà những cái gì mà kiểu dạng như cứ mua online trên app ấy, các thứ là thích lắm. Là kiểu nhanh ấy, xong nó rồi tiện, tiện. Có một cái nữa là tôi thích ở cái này. Là ví dụ cậu mua cái bảo hiểm về giấy đi, cái bảo hiểm mà mua ở ngoài cái xăng. Thì thông thường nếu mà cậu xảy ra tai nạn thì thực ra người ít khi người ta để ý lắm. Nhưng mà nếu mà để ý kỹ thì cậu sẽ phải gọi điện cho bên bảo hiểm. Xong phải check về tình trạng xe cộ, về rất rất nhiều thứ nó chủ nó là hoang. Còn ở đây là cậu ấn trên app luôn. Cậu báo tất cả là trên app, họ sẽ xử lý cho cậu trên đấy. Đấy, nó vừa nhanh, nó vừa tiện trong cả cái vấn đề xử lý. Nên là tớ mới mua, mà giá thì như nhau. Chắc lại còn được trúng iPhone. Chưa trúng nhưng mà chưa trúng cũng hy vọng là trúng. Thôi quả này cậu không trúng được thì thôi cứ để tớ lo được. Ok, thôi kiểu này giờ tới nhá, mình phải tậu ngay con xe xong rồi mua luôn những quả bảo hiểm VBI đấy. Trời ơi, nó vừa tiện vừa nhanh. Tiện. Xong thì về sau mình giám định mọi thứ ấy, nó cũng đơn giản. Đấy, hợp lý đấy, chuẩn đấy. Thế bây giờ cũng nhưng mà vẫn chưa chốt được là mua xe gì nhỉ? Xe. Ừ. Bà này khó quá, nãy giờ thì vẫn mòi cả mồm, chưa được công trước à? Chưa được công trước. Bây giờ tóm lại nhá. Bây giờ cho chọn VGX 7 đây, Mazda CX-5 và VinFast E34. Thì bà thích con nào? Nói chung là kiểu chị là thích tất mua hết. Thôi, kiểu... tóm lại là gì, là giới thiệu MC nữ đi. Giới thiệu người dân nữ cho tôi đi thì tôi tư vấn tiếp về ô tô. Thôi chứ không rồi. Nãy giờ các bạn thấy không, mặc cả nãy giờ mình tư vấn mỏi cả cổ vẫn chưa chốt được xe gì, xong cũng không nói về chuyện MC nữ. Từ nãy giờ là cũng thấy bạn Vũ của mình là cũng khá là tâm huyết, tâm sự các thứ từ nãy giờ. Thì bây giờ tôi sẽ cho ông chọn một trong ba em, gầm cao, máy thoáng và dáng thể thao luôn.
Ok chưa? Bây giờ đi luôn. Đi luôn nhá. Đi. Rồi. Chào các bạn. Ok.